Xin chào các bạn, nay An An quay feedback của một bạn Phương Thanh nha. Bạn này thì trước đây có sử dụng thuốc điều trị mụn thảo dược An An bên An này. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ bạn feedback này mọi người đọc này. Chị ơi, nhận được tin nhắn của em, chị nhắn lại cho em với nhé. Chị ơi, em đang ở bên Nhật, không gọi được. Em trước dùng thuốc bên chị rồi, em tìm trên mạng mãi, nay mới tìm thấy. Em muốn mua thuốc bên chị thì các bạn ơi, sau khi mà điều trị sạch mụn rồi á, thì thường thường á, có rất là nhiều các bạn bên Nhật và bên Đài Loan có liên hệ với An là muốn lấy thuốc. Thì đối với các trường hợp bên Nhật với bên Đài Loan á, các bạn An sẽ gửi qua bên đó cho chúng ta. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhận thuốc á, thì bên đó An gửi theo bưu điện, cho nên người ta sẽ không có thu hộ đâu. Cho nên là các bạn ở bên đấy phải chuyển khoản trước cho An ha. Đây là một feedback thực tế hiệu quả của thuốc mà một bạn ở bên Nhật, bạn đang ở bên đó luôn, là một cái nước đất nước rất là phát triển và hệ thống về dược phẩm rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi là tại sao bạn đang ở bên Nhật mà bạn không mua thuốc ở bên Nhật mà bạn lại nhắn tin cho An để lấy thuốc từ Việt Nam nha. Nó chứng tỏ cái điều gì? Thì An sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta có cái nhìn chính xác về độ hiệu quả của thuốc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.